Thưa quý vị, Hội Cựu chiến binh Khối dân chính đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Trong giai đoạn 2019-2024, các hội cựu chiến binh cơ sở đã không ngừng cải tiến phương thức sinh hoạt, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung nên chất lượng sinh hoạt đạt tốt. Phối hợp tổ chức nhiều buổi sinh hoạt dã ngoại về nguồn, ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu được duy trì thường xuyên, kết hợp với phong trào thi đua yêu nước của thành phố, có tác dụng động viên các hội và cán bộ, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo khởi sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Các hội luôn quan tâm, tập trung xây dựng cơ sở trong sạch vững mạnh, chất lượng sinh hoạt và hoạt động các hội được nâng cao và giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những nỗ lực phấn đấu, sự tham gia tích cực, đóng góp cho hoạt động cựu chiến binh và phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của các hội cơ sở, Hội Cựu chiến binh Khối dân chính đảng thành phố giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc, vinh dự nhận 4 cờ thi đua và 1 bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng. Dịp này, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối dân chính đảng thành phố đã khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.